Cơ có phanh 2,2 km. Rồi em bỏ ra. Phần phanh này là phanh của mã 132 nhé, là phanh của động cơ 5,5 kW, 7,5 kW đấy, cho nên lực nó sẽ mạnh gấp đôi nhé. Đâu chung. Và đây là tem Lotateco chính hãng. Thì nhờ cái lực phanh này gấp đôi này thì chúng ta sẽ có hai phương án. Một, chúng ta sẽ phanh siết chặt hơn bình thường. Hai là chúng ta sẽ phanh được với cái nguồn điện 3 pha 380V đấy. Còn điện 3 pha 220 tùy theo cách đấu điện. Em đẩy lót rồi.